Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với tin tức mới. Và ngay bây giờ hãy cùng với chúng mình đến với những tin tức nóng nhất 24 giờ qua. Nhắc đến vật nuôi thông minh nhất, hẳn ai cũng nghĩ đến những chú chó đầu tiên. Và không phải tự dưng, người ta lại công nhận những chú chó nhiều khi có trí khôn không ai ngờ tới. Mới đây, cộng đồng mạng lại thêm một lần nữa khẳng định sự thông minh của loài động vật bốn chân này. Một con chó vì quá mải chơi nên bị lạc đường đã biết ngồi trước cửa đồn công an để chờ chủ. Sau đây mời các bạn cùng đến với nội dung chi tiết. Câu chuyện về một cô chó vì quá mải chơi với lũ mèo nên đã quên luôn cả đường về nhà. Thế nhưng, thay vì phải vật lộn tìm đường về nhà thì chú ta lại chạy tới ngồi trước cửa đồn công an. Chắc hẳn cô chó này nghĩ ngồi trước cửa đồn công an sẽ giúp bản thân an toàn, không bị đội trộm chó sờ gáy. Câu chuyện về chú chó thông minh này được chia sẻ trong một group trên Facebook với nội dung như sau. Đúng là khôn như chó, đây là bà thị chó, bà đi giày đầm với cả lũ mèo trong xóm xong bị lạc. Đang mất phương hướng không biết về đâu và sợ tụ trộm chó sờ gáy thì trong đầu bà ấy nảy xấu. Cái bà tới ghế đá trước công an thành phố Vĩnh Long ngồi cho an toàn rồi đợi chủ. Tới tối, chủ nghe được tin rồi chạy tới rước bà ấy về. Không thể phủ nhận sự thông minh của cô chó này khi biết chọn những nơi an toàn để chờ chủ đến đón. Và có lẽ người chủ của cô chó này cũng cảm thấy mát lòng khi nuôi được cún cưng thông minh như vậy. Sau khi câu chuyện về cô chó này được chia sẻ, rất nhiều những người yêu thú cưng đã suýt xoa về sự thông minh của cô chó này. Dù vậy, cư dân mạng vẫn không quên dặn dò cô chó rằng lần sau nên bớt mà chơi lại vì nhỡ đâu lại có điều không may xảy ra. Khôn quá bạn chó ạ, sao nhớ giải đầm vừa thôi nhé. Đi chơi quên lối về, gặp chủ là giở trò nước mắt cá sấu luôn. Nuôi được em chó đáng đồng tiền bát gạo ghê. Quên đường về nhưng vẫn may là còn biết đường đến đồn công an, cưng thật. Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng không quên để lại bình luận cho rằng nước đi này của thị chó sẽ khiến đội trộm chó ôm hận. Đó là điều quá rõ ràng, bởi lẽ ngồi trước cửa đồn công an thế thì chẳng ai dám dắt đi chứ đừng nói đến trộm. Cách xử lý của cô chó trên có vẻ là hợp tình, hợp lý nhất đối với những trường hợp đi lạc trong thời buổi hiện nay. Nước đi của cô chó này cũng thêm một lần nữa chứng minh cho sự thông minh của loài thú cưng bốn chân này. Trước đó, trên mạng xã hội cũng xuất hiện một câu chuyện cảm động về chú chó nhỏ thường xuyên ngồi thu mình ở bệnh viện, im lặng chờ đợi chủ nhân nhưng không hề hay biết chủ của chú chó đã qua đời vì Covid-19. Được biết, câu chuyện này diễn ra ở một bệnh viện Vũ Hán, Trung Quốc, nơi được xem là tâm dịch đầu tiên trên thế giới. Nhiều tháng trôi qua, câu chuyện về chú chó nhỏ này giờ mới được biết tới và được kể lại khiến nhiều người cảm động. Theo bài đăng trên mạng xã hội Weibo cho biết, một chú chó đã ngồi chờ chủ của mình hơn 3 tháng ở bệnh viện. Được biết, chủ của chú bị nhiễm Covid-19 và đã qua đời. Bởi vậy, chú chó đã không thể gặp lại chủ nhân của mình. Trước sự trung thành của chú chó này, cư dân mạng đã vô cùng cảm động, để lại nhiều bình luận xót thương, mong chú chó có thể sớm tìm được một mái ấm mới. Cùng xem qua một vài bình luận như: chờ đợi người chủ đã qua đời suốt 3 tháng ròng rã. Chú chó nhỏ được các nhân viên của bệnh viện thay nhau chăm sóc, mang thức ăn đến cho. Mặc dù chú chó nhỏ này sau đó đã được người ta mang đi thật xa để không thể quay lại bệnh viện. Thế nhưng chẳng ai hiểu vì sao chú vẫn có thể trở lại và tiếp tục chờ đợi người chủ của mình. Tình cảnh của chú chó nhỏ khiến nhiều người phải thương xót, cảm động vì sự trung thành của chú. Ai cũng mong sẽ sớm có người nhận nuôi và giúp cho chú chó vơi bớt thương nhớ đến người chủ cũ của nó. Và theo bình luận trên bài đăng về chú chó nhỏ này, có cư dân mạng cho biết chủ của một siêu thị gần bệnh viện đã nhận nuôi tiểu bảo. Là tên của chú chó nhỏ này. Hình ảnh chú chó nằm thu mình ở sảnh bệnh viện, chờ đợi chủ nhân trở lại đã lấy đi nước mắt của nhiều cư dân mạng. Hy vọng ở mái ấm mới, tiểu bảo sẽ được yêu thương nhiều hơn để bù đắp những mất mát vừa qua. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, chúng mình là tin tức mới. Nếu thấy hay các bạn đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để liên tục cập nhật những thông tin mới nhất đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.